Cùng bạn đọc sách, xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã trở thành một kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Bên cạnh niềm tự hào là một trách nhiệm vô cùng to lớn. Cổng chiêng vốn là tài sản vô giá được các cộng đồng dân tộc Tây Nguyên sáng tạo và không ngừng phát huy, trao truyền lại bao đời nay. Không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên trải rộng trên địa bàn 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. 17 dân tộc thiểu số thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Á và Nam Đảo sống trên khu vực cao nguyên Trung Bộ của Việt Nam là những chủ nhân đã sáng tạo nên di sản văn hóa đặc sắc này. Các cộng đồng cư dân nơi đây chủ yếu sống bằng canh tác nông nghiệp truyền thống. Họ đã phát triển nhiều loại hình nghề thủ công, sáng tạo ra nhiều phong cách trang trí và các kiểu nhà ở truyền thống độc đáo của mình. Tín ngưỡng chủ đạo của cư dân nơi đây xuất phát từ tục thờ cúng tổ tiên Shaman giáo và thờ cúng vật linh. Gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của cư dân và chu kỳ các mùa trong năm, những tín ngưỡng này hình thành nên một thế giới thần bí, nơi mà những chiếc cổng chiêng là chiếc cầu nối thông linh giữa con người, thần linh và thế giới siêu nhiên. Chứa đựng bên trong mỗi chiếc chiêng, chiếc cổng là một vị thần. Cổng chiêng càng già thì thần linh càng mạnh và càng thiêng. Hầu như nhà nào cũng có cổng chiêng, thậm chí có gia đình có tới vài bộ. Điều này thể hiện sự giàu có và quyền thế, đồng thời cũng là vật che chắn, bảo vệ cho gia đình. Không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên bao gồm các bộ phận cấu thành như cổng chiêng, các bản nhạc tấu bằng cổng chiêng, những người chơi cổng chiêng, những lễ hội có sử dụng cổng chiêng, những địa điểm tổ chức các lễ hội đó. Cổng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Tây Nguyên như một phần không thể thiếu trong suốt vòng đời mỗi con người và trong hầu như tất cả các sự kiện quan trọng của cộng đồng, từ lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ cưới xin, lễ tiễn đưa người chết, lễ đâm trâu trong ngày bỏ mạ, cho đến lễ cúng máng nước, lễ mừng lúa mới, lễ đóng cửa kho, lễ ăn mừng nhà rông mới. Ngày 25 tháng 11 năm 2005, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã chính thức được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.